Chiều 10 tháng 12, gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài đã công bố cáo phó và thông tin chính thức về lễ viếng. Theo cáo phó, cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời lúc 13 giờ 35 phút ngày 9 tháng 12, hưởng thọ 63 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 12 tháng 12 năm 2020. Lễ viếng diễn ra từ 9 giờ đến 16 giờ cùng ngày tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc lễ viếng, linh cữu của cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục chuyển sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Do hiện tại vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài đang ở Mỹ, không thể về do tình hình dịch Covid-19 nên đã ủy quyền lo hậu sự tại Việt Nam và làm thủ tục đưa cố nghệ sĩ qua Mỹ.